OnePlus lại tiếp tục các thủ thuật quảng cáo cũ. Nó đã công bố sự hợp tác giữa nó và nhượng quyền thương mại trò chơi điện tử Pac-Man nổi tiếng từ trước đến nay. Kết quả là điện thoại thông minh OnePlus Nord 2X Pac-Man Edition. Bộ phận tiếp thị của OnePlus đang xây dựng dự đoán theo cách khó chịu bằng cách cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể giành được một trong những điện thoại mới và hứa hẹn có mã truy cập sớm vào cửa hàng trực tuyến nếu chúng tôi không thành công, nhưng thực sự chưa cho chúng tôi xem điện thoại. Tuy nhiên, nó đã chia sẻ một số chi tiết về điện thoại, cho chúng ta một gợi ý về những gì có thể mong đợi. Nó mô tả phiên bản đặc biệt OnePlus Nord 2 có bảng điều khiển phía sau thiết kế hai lớp, với mực phát sáng trong bóng tối ở lớp thấp nhất hiển thị mê cung Pac-Man cổ điển. Nghe có vẻ thú vị, nhưng như chúng tôi đã nói, bạn sẽ chỉ cần tưởng tượng nó ngay bây giờ. Trong khi dự kiến sẽ có một thiết kế đặc biệt, phần mềm trên OnePlus Nord 2X Pac-Man đã được tạo ra một sự thay đổi bất thường hơn. OnePlus cho biết họ đã nâng cao trải nghiệm với các thử thách, trò chơi nhỏ và nội dung ẩn phải được mở khóa để thưởng thức. Vẫn chưa biết chính xác cách thức hoạt động hoặc giao diện của nó. OnePlus đang vượt qua một ranh giới tốt ở đây, vì hầu hết chúng ta đều muốn một chiếc điện thoại dễ sử dụng có thể thực hiện những gì chúng ta muốn một cách nhanh chóng. Chúng tôi hy vọng bất kỳ trò chơi nào không làm chậm mọi thứ. OnePlus vẫn chưa công bố ngày phát hành cho Nord 2X Pac-Man, nhưng đã nói rằng nó sẽ chỉ có sẵn ở châu Âu và Ấn Độ, không có ngày phát hành nào ở Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên họ hạn chế bán các thiết bị phiên bản đặc biệt của mình, với các mẫu Star Wars trước đó chỉ được bán ở một số khu vực nhất định. Nord 2X Pac-Man sẽ chỉ có sẵn với 12GB RAM và 256GB dung lượng lưu trữ và có giá 499 bảng Anh, khoảng 672 đô la Mỹ hoặc 529 euro. Bạn có thể thử và giành được một trong những điện thoại OnePlus Nord 2X Pac-Man bằng cách đăng điểm cao trên trò chơi Pac-Man trực tuyến đặc biệt của OnePlus, diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11. Từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11, người chơi sẽ giành được cơ hội mua điện thoại mới và nhận một cặp OnePlus Budget nếu họ thành công. Bây giờ bạn sẽ phải tưởng tượng phần còn lại. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!